Đây là cái cây mà mình nói là si nhất trong cái vườn của mình đó mọi người. Cái cây này là cái cây mà mình nói là si, nó tệ nhất trong cái vườn của mình. Em thấy nè, bệnh tùm lum hết. Mình đã xịt thuốc bệnh rồi đó. Thì hôm bữa mình có xịt thuốc nấm vi khuẩn đó mọi người ha. Thì hôm nay nó khô lá rồi nè, em thấy không? Nè lá nó rụng nè, lá nó rụng nè ha. Mà bây giờ nó khô nè, em thấy không? Hiện tượng nó khô nè, nó không còn lây lan nữa. Những cái lá này á là mình sẽ loại bỏ nó luôn ha. Thì nó khô nè anh em thấy không? Biểu hiện nó khô nè, đó ha. Nó khô nó thành đất trắng rồi nè, nó không còn ướt nữa, nó không còn đâm nữa và nó không có biểu hiện lây lan nữa ha. Đó, đó là mình đã xịt thuốc nấm khuẩn. Thì hôm trước mình đã xịt đó, thì hôm nay mình quay lại mình để cho anh em xem biết cái hiệu quả của nó, hiểu không? Thì chứ chứ mình quay mình xịt mình loại thuốc đó nhưng mà mình không quay cái hiệu quả nó thì mình biết cái hiệu quả nó như thế nào đúng không? Thì hôm nay là cái hiệu quả nó đây, em thấy không? Cái loại thuốc của mình điều trị á là nó điều trị nha mọi người, chứ không phải là phòng ngừa nha. Nó điều trị có nghĩa là bệnh nặng thì nó sẽ điều trị luôn, nó dứt điểm luôn. Còn mà với anh em mà phun thuốc phòng ngừa á, thì nó những cái lớp phòng ngừa này á thì nó sẽ nó có thể là nó lây lan qua cái bệnh khác nữa nha. Đó, nó làm ứng lây lan lại nhưng mà cái bệnh này thì nó vẫn tái phát nha. Đó, thì cái thuốc mình dùng á là để điều trị những cây nó bị nặng. Đó, vào mùa mưa thì bộ mưa lúc mưa lúc nắng lúc mưa nắng nó ẩm nhiều lắm. Thì cây này mình nói là nó mình tính nhổ nè, nhưng mà mình thấy nó phát triển quá chắc mình không nhổ quá mọi người ha. Thì cái cây này hôm nay là 9 tháng rồi đó mà nó tệ lắm. Nhìn em thấy nè, cái gốc nè. Cái gốc lúc trước mình chọn mà mình không thấy mình không để ý á. Như thế này nè. Đó. Ha. Đó. Nó như thế này là cái gốc như thế này là nó bị tệ lắm rồi ha. Gốc nó không được đỏ, nó không được bóng ha. Nhưng mà nó đỏ như khúc trên đây thì nó rất là đẹp. Đó. Lá nó ra rất là nhỏ nhưng mà cái cây này nó đang ra phát triển nè. Nó đang phát triển mạnh nè ha. Thì cái cây này mình có thể giữ lại nè. Mình đã điều trị rồi. Nắm bệnh nó trơn rồi ha. Đó. Bây giờ ở nay nó phát triển rồi nè. Này, biểu hiện của nó nè, đang lớn nè, nứt da này ha. Đó. Cây này mà nó tệ nhất trong cái vườn mình đó, em thấy không? Những cây khác nè, đó, hàng đó là hàng món thon của mình đó ha, những cây đó ha. Em thấy cây nào lấy bạch bành này không? Trong cái vườn mình chỉ có một cây này mọc là nó tệ nhất đó vườn. Em thấy không? Cây của mình hả? Đều đều hết trơn em thấy không? Em thấy cái cây tệ nhất cây vườn không? Và những cái cây khác anh em thấy không? Đó. Cây này bị sâu nó ăn đọt, nó ăn lá lum chân rồi. Đây đây cái lá này là mình sẽ cho anh em biết là cái lá nó bị cái gì nè, thiếu thiếu gì nè. Đây, lá này ha. Đó. Đây. Cái lá này là hiện tượng là những cái lá nó bị thiếu magie nha mọi người. Ha. Đó. Magie, mangan gì đó ha. Đây. Đó. Thiếu chất dinh dưỡng. Là lý do cái bộ rễ nó yếu. Cái bộ rễ nó yếu nên nó không hút được chất dinh dưỡng nên là cái lá của nó như thế này. Và dẫn đến là cái cây của nó không có ra được và cái đọt của nó teo nè anh em thấy không? Đó, đọt nó teo. Ha. Thì mình cái tới vài bữa nữa mình sẽ khắc phục và điều trị nha. Đó. Mình cung cấp dinh dưỡng vô cho cây. Còn những cây khác thấy phát triển bình thường anh em thấy không? Này cái cây này ha, mình xới đất lên hết trơn nè. Mình xới đất rồi mình xử lý để cho nó ra cơi nè ha. Anh em thấy cây của mình không? Đây thì chăng dây nè. Đó, chăng dây xuống nhìn thấy cây nó đẹp lên. Mình chăng dây xuống cây nó đẹp để cho nó cây những dáng trên nó phát triển mạnh hơn đó mọi người, chứ không phải là chăng xuống nó tốt đâu. Thì chủ yếu là có những nhánh trên thôi.
hai tháng nay mình không rễ phân nên là cái cây của mình nó ra cơi nó không đồng loạt nhiều ngon mọi người. Có cây trước cây sau nha. Đó. Con cây này đang đi cơi nè. Để cái vườn của mình sẽ quay cho anh em xem hết. Những cành nào vượt quá mình chăng dây xuống hết trơn rồi mọi người. Chín tháng rồi mọi người. Mình còn hàng bên kia nữa mà anh không quay bên kia quay. Nó cũng vậy thôi. Anh thấy nè. Chặn dây xuống nhìn thấy cây nó đẹp cây lắm. Anh em muốn chặn chặn không chứ chặn thôi à. Tiền em.